Ok, thì hôm trước mình có cho anh em bài tập về nhà đúng không? Đấy, áp dụng phần callback để viết các cái function đúng không? Có chức năng y hệt như cái thằng map filter hay là sort method của array. Đấy, thì những cái này anh em làm được chưa nhỉ? Cái bài tập về nhà phần callback ấy. Chưa đúng không? Rồi. Thế thì mình sẽ chữa phần bài về nhà nhá. Áp dụng phần callback. Trước đúng không? Nhưng mà có giao mọi người về nhà làm bài. Đấy. Viết lại những cái function đúng không? Có chức năng y hệt như cái thằng method. Ok, chào ý. Đấy, bạn ý cái phần bài về nhà hôm trước mình có giao trên Facebook ấy, thì bạn ý lên được chưa? Đấy, cái bài áp dụng callback để làm những cái function chức năng giống như cái thằng array method map filter với sort đấy, được chưa nhỉ? Vâng, thì phần này cái phần này thì bạn quyết làm được chưa, hay bạn Nam có làm được ý nào trong những ba cái bài này không? Alo. Chịu đúng không? Rồi. Ok. Bắt đầu chơi nhá. Em nhìn rõ không? Có bị nhỏ không? Em vừa mắt. Chơi nhá. Hiểu không? Đầu tiên là mình có cái bài tập về cái là viết function đúng không? Đấy. Viết function map này. Function map đúng không? Đấy. Đầu vào là một array và một cái callback. Đúng không? Và trong callback này anh em viết cú pháp như trong cái thằng map này. Đúng không? Thì nó sẽ thực hiện tạo ra một cái array mới đúng không? Có các phần tử bên trong được biến đổi. Đó thì mình sẽ làm như sau nhá. Không? Đầu tiên này thì mình sẽ định nghĩa một cái function map nhá. Đúng không? Function này nhận hai tham số, nó là một cái array đúng không? Đấy. Thì trong một array method thì anh em có array ở cái nó sẽ áp dụng cái function này với array đúng không? Thì còn trong function này mình không có array thì mình sẽ lấy đầu vào, được chưa? Đấy. Đúng không? Tham số thứ hai nó là một cái callback. Bên là CB nhá. Đúng không? Đấy. Và mình sẽ dùng cái callback này đúng không? Để tạo ra array mới, đúng không? Biến đổi các phần tử trong array cũ. Đấy, và nó sẽ trả kết quả như thằng map kia kìa. Đấy, nhìn thông thường nhá đúng không? Khi anh em dùng map, giả sử này mình muốn cho các phần tử trong array này đúng không? Gấp đôi lên. Giả sử nhá, mình có array này. Không? Giả sử này thông thường mình muốn các phần tử trong array này tăng gấp đôi lên đúng không? Đấy, trước tiên nhá. Thì array.map này đúng không? Thì trong map phần map thông thường thì anh em sẽ có function này. Đấy, thì sẽ có hai tham số là value đúng không? Tức là từng giá trị trong array. Và index này chính là cái vị trí của phần tử trong array đúng không? Thì đóng lại nhá, đúng không? Value và index. Đúng không? Thì phần tử số 2 đúng không? Ở vị trí 0. Đấy, số 3 ở vị trí 1 đúng không? 5 ở vị trí 2, 7 ở 3 đúng không? 9 ở 4. Đó. Vâng, tức là cái callback của mình đúng không? Callback của mình nó cũng nhận hai tham số là các cái phần tử trong array đúng không? Đấy, và vị trí của phần tử trong array. Đó.
và trong cái function của thằng map này đúng không? Đấy, giả sử mình muốn nhân các phần tử trong này đi nhân hai lần đúng không? Thì mình sẽ là return cái thằng value nhân 2 đúng không? Đấy, thì nó trả cho mình các phần tử trong này nhân 2. Đó. Thì đúng không? Callback của mình viết y như này đúng không? Thì nó cũng phải nhân 2 lên, được chưa? Đấy, tức mình đang cần một là cái function mình đúng không? Cái cú pháp của nó sẽ phải tương tự đồng nhất với cái thằng map này, đúng không? Đó. Tức là trong function map này viết là thế nào đúng không? Để khi mình chạy cái thằng map chuyển array trong này đúng không? Và cho copy callback này vào trong đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái thằng array mới, các phần tử nuôi lên. Đó. Thì đúng không? Và có bách này thì như trong cái nguyên mẫu của thằng map array map method đúng không, thì nhận vào value và index đấy, đấy thì tức mình sẽ phải cần lấy ra từng phần tử đúng không và từng cái index trong array này để truyền trong cái bách. Ok. Đấy, và mình lấy từng phần tử trong array này hiểu không? Chuyển vào trong con bách. Đúng không? Đấy và con bách nó sẽ trả ra một cái giá trị mới đúng không? Và mình sẽ lấy cái giá trị này nhét vào trong array đầu ra. Được chưa? Đúng không? Do map đúng không? Map nó sẽ trả ra một cái array mới. Đúng không? Và không hề làm ảnh hưởng gì đến array gốc đúng không? Đấy, map nó tạo ra array mới đúng không và không ảnh hưởng đến array gốc, thì cái function bắt chước của map đúng không, thì mình cũng làm tương tự đúng không, mình phải tạo ra array mới được không? Nghe được không, kết quả chẳng hạn đấy bằng array rỗng đúng không, được chưa? Và mình sẽ truyền vào trong cái thằng callback này đúng không, đấy những cái thằng value với index, và callback này nó sẽ trả ra một cái giá trị cho mình đúng không, đấy mình sẽ mang cái giá trị được trả ra này nhét vào trong thằng đầu ra. Được chưa? Đúng không? Tức là mình sẽ là lấy đúng không? Cái phần tử mới đúng không? New value chẳng hạn. Được chưa? Phần tử mới đúng không? Sẽ bằng con bách này đúng không? Truyền phần tử cũ ở trong này đúng không? Ở đây thứ y. Đúng không? Và cái index đúng không? Nó do thằng này nó nhận hai tham số là value index, thì trong này mình cũng cần đúng không, value và index đấy. Và thằng callback này nó trả giá trị gì, trả ra cái gì đúng không, đấy thằng này nó trả ra cái giá trị là phần tử nhân đôi đúng không, đấy thì mình sẽ mang phần tử nhân đôi này cho trong kết quả một chữ push của cái thằng new value đúng không. Đấy, sau khi chạy xong một for này đúng không, thì mình sẽ return thằng kết quả này ra được đúng không? Thì bây giờ đúng không, nếu như mình chạy cái array, cái thằng function map này đúng không, cú pháp như thằng này chạy map đúng không, đấy đầu vào những cái array này không, thì sẽ nó trả dùng cái gì nhá, test chẳng hạn comment ở trên này nhá. Đấy, thì nó sẽ trả cho mình các phần tử bên trong này nhân đôi đúng không? Giả sử nhân 3 lên chẳng hạn. Đấy. Nó trả các phần tử nhân 3 đúng không? Đấy. Được chưa? Hay nhân 10 đúng không? Hay làm gì đó. Đúng không? Mình chuyển các phần tử này thành array object chẳng hạn đúng không? Thì nó cũng sẽ cho trong cái thằng đầu ra. Đấy. Ví dụ nhỉ? Hay là mình lấy value nhân index đúng không? Này chẳng hạn. Đúng không? Thì index đầu tiên là 1 0 đúng không, đấy thằng số 1 đúng không là value nhân 1, thằng này là value nhân 2 đúng không, 52 là 10 đúng không, thằng tiếp theo là value nhân 3 đúng không, 73 21 7 đúng không, đấy thằng value 4 là 9 đúng không, nhân 4 36 đúng không,
Đó, từ đây mình đã tái hiện được cái thằng map method đúng không? Bằng callback. Đó thì đúng không? Trong cái thằng map method này đơn giản nó chỉ là nó truyền cái từng phần tử và index vào trong cái thằng function của nó đúng không? Đấy, function này trả ra cái gì thì nó sẽ là mang giá trị đó cho vào trong cái thằng đầu ra này đúng không? Đấy thì thằng map này cũng làm tương tự đúng không? Đấy, callback này nó trả ra cái gì thì mình mang kết quả đấy cho vào trong cái thằng array đầu ra. Thì cái thằng map này, cái phần viết lại cái function map này anh em có vấn đề gì không nhỉ? Có bị khó hiểu không? Dùng callback. Nam và Quyết. Bạn Long. Bạn ý hình hiểu phần này đúng không? Rồi anh em không, tức là không hiểu hay là có gì nhỉ? Hiểu đúng không? Đó thì làm tương tự đúng không? Mình sẽ áp dụng cái phần tương tự như thế để làm với cái thằng sắp xếp hay là cái thằng filter đúng không? Lọc. Đó. Được chưa? Thì với thằng filter đúng không? Đó, cái thằng filter thì cú pháp y như này. Thì khác là nó trả ra true phone đúng không? Đấy. Nếu trả true thì giữ lại đúng không? Trả phone thì bỏ đi. Đúng không? Tức là cái gì? Cái thằng filter đúng không? Đấy. Nó sẽ phụ thuộc vào kết quả đầu ra của cái thằng function này. Đấy, đúng không? Function này nó trả về true thì là giữ lại đúng không? Nó trả phone thì lại bỏ đi. Đấy. Thì mình viết cái thằng filter đúng không? Thì cũng giống như thằng map này. Được chưa? Filter thì cũng nhận vào là cái thằng array và vị trí đúng không? Đấy. Chỉ khác rằng cái thằng callback này nó sẽ trả về là true phone. Được chưa? Thì nếu thằng này trả về true đúng không? Thì mình sẽ giữ lại cái thằng phần tử từ y trong này. Đúng không? Tức là nếu thằng này bằng true đúng không? Đấy. Nếu kết quả đầu ra của thằng callback này là true. Nếu thằng này là true đúng không? Thì mình đúng không? Push cái phần tử từ y vào. Đấy chưa? Đúng không? Thằng filter là bộ lọc đúng không? Nếu trả về true thì giữ lại đúng không? Trả về false thì bỏ đi đúng không? Đấy, nếu trả về đúng thì giữ lại đúng không? Thì đẩy vào trong array mới. Còn nếu trả về sai đúng không? Thì mình kệ không làm gì cả đúng không? Đó. Đây là thằng filter. Được chưa? Thì bây giờ mình lọc đúng không? Giả sử mình giữ lại số chẵn nhá. Filter của array này đúng không? Callback này anh em đúng không và index đó, giả sử mình muốn giữ lại số chẵn đúng không thì mình return ra cái thằng các cái số chia 2 dư không đúng không element chia 2 dư không nó thì trong này có mỗi số 2 là chẵn đúng không thì giữ lại cho mình số 2 còn lấy số lẻ đúng không thì là lấy cái thằng chia 2 dư 1 đúng không? Được chưa? Thì đây là cái phần bài tập về callback đúng không? Anh em dùng callback để tái hiện lại những cái thằng array method mà có dùng những cái cú pháp như kiểu callback ấy. Đó. Thì cái phần chữa bài này đúng không? Mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Anh em. Kỳ đúng không? Rồi nhá. Đấy thì phần này anh em sẽ bài tập này thì anh em sẽ tự thực hành lại cho mình nhá đúng không? Dựa theo ý hiểu ấy. Đấy, dựa theo ý hiểu cái ý mình vừa làm thì anh em sẽ làm lại cho mình những cái này nhá. Được chưa? Đó, thì sẽ làm cho mình cả cái thằng map đúng không? Filter và thằng sort nhá. Thằng sort thì nó sẽ là đặc biệt thêm một chút đúng không? Thằng sort nó không nhận vào array index, không nhận vào value index đúng không? Mà nó nhận vào số trước số sau. Đấy. Và cái function của nó đúng không? Nó không trả về true false hay không trả về cái giá trị như thằng map hay là thằng filter mà nó trả về những cái giá trị đúng không? Là số dương thì đổi chỗ nhà đấy đúng không? Số âm thì đổi chỗ cái nào? Số không thì giữ nguyên đúng không? Đấy thì anh em xem lại cái xem lại cái thằng logic của thằng map nhá, đúng không? Trong với cái bar school bắt chước lại cho mình. Được chưa? Đấy, thì từ cái ý của mình nhá, anh em làm được chưa? Đấy là cái phần chữa bài về nhà.
Rồi, thì nội dung phần hôm nay nhá, thì mình sẽ cùng anh em đi sang một cái phần nữa, đúng không? Buổi trước học về quân bách đúng không? Đấy, thì cuối buổi trước thì mình có giới thiệu anh em về cái thảo. Alo, đây đây, sao? Em chấm một cái thằng đầu dòng ấy, ấn vào thằng đầu dòng đâu. Rồi, đấy nhá, thì từ gợi ý cái bình thì anh em sẽ tự làm lại theo ý hiểu nhá. Đấy, sau buổi này rồi, thì phần bài hôm nay nhá, thì buổi trước nhá mình có giới thiệu anh em về một số những cái như là cái thằng set time out và set interval đúng không? Đấy, thì trong cái thằng set set time out và set interval buổi trước thì mình có nói với anh em là đúng không, nó sẽ đặt thời gian chờ đúng không, delay. Đấy, sau khi kết thúc đúng không, thì nó sẽ thực thi function, được chưa? Là thời gian delay để thực thi một cái chức năng gì đó đúng không? Đấy. Và nó sẽ có một số cái như sau, thì anh em đấy, chú ý nhá. Thằng set timeout đúng không? Còn select số 10 này. Không, thời gian chờ 1 giây đúng không? Bên dưới này mình sẽ còn select ra số 9 chẳng hạn. Đó. Thì theo trình tự đọc code của mình đúng không? Code của mình sẽ đọc chạy từ trên xuống dưới đúng không? Từ trái qua phải. Tức là gì? Tức là nó sẽ đọc cái thằng set timeout trước đúng không? Rồi mới chạy đến cái thằng lốc này. Đấy. Thì nhá. Đúng không? Thì xem nó sẽ chạy như thế nào. Kết quả lốc như thế nào nhá. Đúng không? Thì mặc dù code của mình đọc từ trên xuống dưới đúng không? Đọc thì trái có phải, nhưng bây giờ nó lại trả ra là số 9 chạy trước đúng không, số 10 chạy sau. Mà dù trên này mình sẽ là hiện là lốc thằng 10 trước đúng không, nhưng mà thằng 10 lại bị lốc sau. Đấy, thì tại sao, câu hỏi đặt ra đúng không, là tại sao cái thằng 9 này lại ra trước thằng 10 lại ra sau. Đấy, thì cái này thì theo anh em thì tại sao nó lại ra trước thứ tự ra như này. Long đây nhá, đúng không, buổi trước mình có học về thằng set timeout đúng không? Đấy, thì theo anh em tại sao nó lại mình viết như này mà 9 là trước 10 là sau. Ok, thế bây giờ nhá, giả sử này mình cho độ trễ 1 0 nhá, đúng không? Độ trễ 1 0 thì nó vẫn ra 9 trước 10 sau đúng không? Đội trễ mà không, tức là không chờ đợi gì cả đúng không? Đấy, nhưng nó vẫn ra 9 trước 10 sau này. Đúng không? Đó, thì do cái đấy, thì do cái này có anh Toản nói đúng không? Đó là cái cơ chế bất đồng bộ. Nhá, do cái cơ chế bất đồng bộ này. Đúng không? Bất đồng bộ tức là như thế nào? Thì đây, thì cái luồng chạy của nó sẽ như sau. Thì anh em có thể tìm kiếm nhé, đúng không, sẽ có một cái là ví dụ khi nào đây, cái đường dẫn này này, đây là flip này đấy, hay là gì nhỉ, constant visualize này, đây đấy nhá, thì anh em có thể xem trên đường dẫn này. Đấy, thì nó sẽ có một số cái ví dụ cho anh em là sẽ nó sẽ gọi là trực quan cho anh em về cái luồng chạy của những cái thằng chạy bất đồng bộ, được chưa? Đúng không? Đấy, những cái này gọi là chạy bất đồng bộ này, đúng không? Tại vì mặc dù code mình viết theo chiều từ trên dưới đúng không, nhưng mà nó lại không đi theo đúng trình tự từ trên dưới này, mà nó lại lốc lốc 9 trước rồi mới lốc 10.
mặc dù không hề có độ trễ đúng không? Đấy. Thì đây là do cái thằng set timeout này là một cái hàm là bất đồng bộ, đúng không? Thì bất đồng bộ là như nào? Đấy, thì anh em sẽ nhìn trong cái ví dụ này nhá, thì sẽ hình dung. Được chưa? Giả sử nhá, trong cái hàm này đúng không? Đấy nhá, viết câu trong này đi. Giả sử đúng không? Trong này nhá, mình sẽ có một cái hàm set timeout này. Đúng không? Sẽ có hai loại code nhá. Mình lốc số 1 ở trước này, đúng không? Lốc số 1 ở trước này. Đúng không? Bên trong này lốc số 2 chẳng hạn này. Bên trong này lốc số 3 đúng không? Được chưa? Đấy, giả sử cho độ trễ bằng 0 nhá. Thì em sẽ thấy như sau. Ấn save and run này. Đấy, bước đầu tiên đúng không? Nó đọc dòng đầu đúng không? Code đọc từ trên dưới này. Thì nó đọc dòng đầu tiên đúng không? Đấy, khi code đọc dòng đầu tiên thì nó sẽ cho cái dòng đầu tiên này vào trong cuốn stack của nó. Được chưa? Đây. Đúng không? Đấy, khi đọc dòng đầu đúng không? Thì nó sẽ cho cái dòng lớp 1 này vào trong stack. Đấy. Tất cái chỗ này là cái chỗ để thực thi các cái dòng code đấy. Được chưa? Đúng không? Để thực thi dòng lệnh ấy. Thì nó cho lớp 1 trong này đúng không? Thì nó hiện ra mình của mình là số 1. Được chưa? Đúng không? Xử lý xong dòng đầu tiên này thì nó đến dòng thứ hai. Đúng không? Đấy, xong rồi đầu này thì nó sẽ mang dòng đoạn code thứ hai vào trong này đúng không? Ở trên. Đây, được chưa? Xử lý xong rồi đầu này thì nó mang cái đoạn code thứ hai vào trong này xử lý. Đúng không? Và nó thấy thấy rằng cái thằng hàm set timeout này là một cái hàm nó chạy bất đồng bộ. Được chưa? Thì nó sẽ làm như nào? Đúng không? Thì nó sẽ bê cái thằng set timeout này sang cái bên nào web API đúng không? Đấy, anh em hình dung nhá, cái thằng web API ấy, nó như kiểu là một cái kiểu như thằng lao công ấy, được chưa? Mình giao việc cho nó, việc gì cho nó thì nó làm việc đấy, đúng không? Cụ thể ở đây là mình giao cho nó cái việc là đếm ngược thằng set timeout này. Giả sử nhá, mình cho nó đếm ngược 3 giây chẳng hạn đi. Đúng không? Nó sẽ cho thằng này vào trong code stack thực thi này, đúng không? Và khi thực thi đúng không thì nó lấy rằng phải đợi 3 giây đúng không? Đợi 3 giây này. Đấy, thì nó sẽ giao việc cho cái thằng web API này. Đúng không? Đây, giao việc cho thằng bên này đúng không? Đấy, thằng bên này nhận công việc là đợi 3 giây đúng không? Đó, thì nó sẽ đợi 3 giây này. Đúng không? Trong lúc nó đợi đúng không? Thì nó chạy thằng 3 này. Thực thi đúng không? Đấy. Cứ bị mất nhỉ. Em thấy không? Trong lúc thằng này đang chạy này. Trong lúc thằng này đang đếm ngược đúng không? Thì thằng lúc 3 được cho vào đây và thực thi đúng không? Đấy, tức là gì? Trên mình của mình đúng không? Trên màn hình của mình sẽ thấy được số 1 và số 3. Được chưa? Đúng không? Sau khi thực thi xong đúng không? Sau khi thực thi xong đúng không? Thì nó sẽ là xếp cái thằng function lốc số 2 này vào trong hàng chờ. Được chưa? Đó, hàng chờ nhá. Đúng không? Và sau khi thấy là cái thằng constructor này nó đã trống rỗng đúng không? Thì nó sẽ mang cái thằng hàng chờ này lên trên này thực thi. Tức là gì? Những cái hàm chạy bất đồng bộ đúng không? Những cái hàm chạy bất đồng bộ thì nó chỉ được phép chạy đúng không? Khi mà cái constructor này này đúng không? Nó đang trống rỗng tức là sao nhỉ? Tức là cái phần tất cả code bên trong cái file này phải được chạy hết rồi. Được chưa? Giả sử nhá. Mình để thời gian chờ là không đi đúng không? Đấy, mặc dù nhá. Mặc dù không có thời gian chờ đúng không? Thì em sẽ thấy như sau. Đúng không? Đấy, mặc dù thằng này không không có thời gian chờ đúng không? Đấy, nó mang sang bên cái thằng công nhân này đúng không? Thằng công nhân này đếm đếm ngược thấy không phải đếm lúc gì đúng không? Thì nó trả được xuống hàng chờ. Đấy. Và thằng này xuống hàng chờ đúng không? Nhưng nó không đến luôn. Đúng không?
xuống hàng chờ này, nhưng mà không được lên luôn đúng không? Nó phải đợi cái thằng ba này xong đã thì mới lên được. Được chưa? Tức là gì? Tức là đúng không? Những cái thằng mà chạy bất đồng bộ này thì nó không được phép chạy trước những thằng chạy đồng bộ. Được chưa? Tức là nó phải đợi những thằng này chạy xong hết đúng không? Thì nó mới được trả về. Mọi người hình dung cái trình tự chạy của nó không nhỉ? Bạn Long, bạn Nam, bạn Quyết, cái chỗ phần tại nói thì anh em có bị khó hiểu không? Là chưa, tức là gì đúng không? Tức là kể cả cho thằng này đợi, nó thời gian đợi mà không đúng không? Không hề có thời gian chờ này. Đấy. Mặc dù không hề có thời gian chờ nhá, đúng không? Nhưng mà nó cũng chỉ được xếp ở trong hàng chờ thôi, đúng không? Khi nào tất cả các dòng code bên trong này chạy xong hết này thì nó được chạy. Đấy chưa? Thử dưới này nó có những dòng 4 5 6 đấy chẳng hạn. 4 đúng không? Dòng 5 này, dòng 6 này. Chạy nhá, đúng không? Đấy, thằng này chạy xong không? Thì vàng chờ này. Thì trong trong lúc nó chờ nhá thì có những cái thằng nào chạy này. Thằng 3 chạy đúng không? Thằng 4 chạy này. Thằng 5 chạy đúng không? Thằng 6 chạy. Đấy, khi nào thằng 6 chạy xong đúng không? Thì thằng này mới được lên. Được chưa? Tức là gì? Những cái thằng nào trong vòng chờ đúng không? Thì nó buộc phải đợi. Những cái thằng chạy đồng bộ này, chạy xong hết thì nó mới được lên. Được chưa? Đấy. Đấy. Hiểu không? Đây là cái luồng chạy của đúng không? Cái bất đồng bộ trong JavaScript. Được chưa? Thì cái thằng set timeout không? Nó là một cái lệnh bất đồng bộ. Được chưa? Nên là có dù thời gian chờ bằng không đúng không? Mặc dù không hề có thời gian chờ nhưng mà nó vẫn chỉ nằm kẹt hàng chờ đúng không? Vẫn bị nằm hàng chờ. Đấy, khi nào đến dòng code cuối cùng cho file này chạy hết thì đúng không? Hàng chờ mới được đi lên. Chưa? Đấy, và giả sử trong này nhá. Đúng không? Mình có thêm một hàm setTime nữa chẳng hạn. Đấy, thằng này nó ra số. Một thời chờ 1 giây đi. Đúng không? Thì anh em sẽ thấy như sau. Đúng không? Thằng này trước vào chờ đến 1 giây đúng không? Chạy sau và sau. Lúc 2 đúng không? Lúc 3. Được chưa? Tức là nó theo cái trình tự đúng không? Đấy, thằng nào vào chờ trước thì nó lên trước đúng không? Thằng nào vào chờ sau thì lên sau. Đấy nguyên nhân nhá. Nguyên nhân thằng 2 ra trước, thằng 1, thằng 3 này là do đúng không? Do cái thằng code này đang chạy theo từng giây một để mình dễ dễ bao. Được chưa? Mình cho cái thời gian chờ này tăng lên nhá. 2 giây này. Vâng, trong thực tế nhá, đúng không? Trong thực tế nó không chạy kiểu vào từng thằng lần lượt chậm chậm này đâu, nó sẽ vào rất nhanh nhá, đúng không? Nó vào vèo luôn, được chưa? Nên là thằng thực trong thực tế nhá thì nó sẽ ra cái thằng này trước, được chưa? Thì cho anh em xem vào chờ đúng không? Đấy. Lúc 3 trước đúng không? 3 trước này. Lúc 2 sau đúng không? Đó, tức là gì? Thằng nào đếm xong đúng không? Đấy, thằng nào vào chờ trước thì nó lên trước đúng không? Thằng nào vào chờ sau thì lên sau. Đấy. Được chưa? Trong thực tế nhá đúng không? Thì cái thằng này có thời gian chờ đúng không? Thì nó sẽ luôn luôn ở, luôn vào sau đúng không? Đấy, như sau code chỗ này đang xếp là nó đợi 1 giây. Đây, nó bị như vậy. Đấy, anh em hình dung bản chất của nó nhá, đúng không? Thằng chờ này. Đấy, xếp hàng trong này đúng không? Thằng nào vào trước thì lên trước, thằng nào vào sau thì lên sau. Đó. Đúng không? Và những thằng trong chờ này thì nó chỉ được chạy đúng không? Khi nào code bên này chạy xong. Đấy. Đấy nhá, đúng không? Đây là cái luồng hoạt động không? Của những cái hàm chạy bất đồng bộ trong JavaScript. Đúng không? Nó gọi là event loop. Rồi, phần này anh em có câu hỏi gì không nhỉ? Mọi người có thấy bị khó hiểu không? Bạn Long, bạn Nam, Cảnh Đức,
bình thường đúng không? Ok, đấy bình thường áp dụng nhá. Giả sử đúng không, anh em mình up một cái file lên trên mạng, trên server chẳng hạn, up giả sử up ảnh đại diện nhá, gửi ảnh lên đúng không, đấy ảnh của mình gửi lên thì nó sẽ nặng khoảng vài mê đúng không. Đấy giả sử nếu đường truyền mạng, đường truyền mạng mà kém chẳng hạn thì nó mất sẽ khoảng một vài giây đúng không. Đó thì trong một thời gian đấy, trong thời gian một vài giây đúng không, thì nó như cái thằng set timeout của anh em ấy đấy. Được chưa, thì nó sẽ là để cho code đúng không, nó không bị chặn code đấy. Nếu nhá, nếu mà anh em để code chạy đồng bộ đúng không thì nó phải đợi 2 giây ảnh áp lên xong đúng không thì code phía dưới mới chạy được chạy đấy, nhưng mà mình sẽ chuyển thành chạy bất đồng bộ đúng không đấy. Mặc dù nó phải đợi tầm 2 3 giây, khoảng đợi 10 giây đúng không để áp ảnh, nhưng mà code dưới này đúng không? Vẫn chạy bình thường đúng không, nó vẫn loát trang bình thường đấy. Trong lúc chờ đợi, trong lúc chờ loát ảnh đúng không, anh có thể vẫn có thể là comment chat đúng không, tùy cho ảnh vẫn chạy ở sau đúng không đấy, trang vẫn chạy bình thường được chưa. Tức là gì, nó sẽ là phân luồng chạy ra đúng không đấy, chức năng vẫn làm bình thường đấy, còn những cái thằng mất thời gian đúng không vẫn làm bình thường được chưa, nó phân luồng ra để chạy đấy. Đấy nhá, đúng không? Là cái thằng cơ chế bất đồng bộ ở trong JavaScript nhá, đúng không? Thì thằng set timeout này và set interval đúng không, thì nó đều là những cái hàm bất đồng bộ được chưa. Đó hiểu không, mình nói lại một chút đúng không? Những hàm bất đồng bộ đúng không đấy. Thằng này chạy bất đồng bộ rồi đấy, và trong này đúng không, thì phần này nhá anh em có thể lưu cái link này nhá đúng không, lưu cái link này lại được chưa đấy, để có thể xem trực quan đúng không cái luồng chạy của những hàm bên trong này đấy, đúng không, thì nó sẽ đi qua cái thằng call stack đúng không, thằng call stack này đọc đấy, thiếu như thấy code mình là code bất đồng bộ đúng không, thì nó sẽ mang sang bên này để thằng các API nó xử lý đúng không đấy. Anh em up ảnh đúng không thì thằng này nó xử lý ảnh đấy, anh em tải file không thì thằng này xử lý tải file được chưa đấy. Làm xong không thì nó sẽ đấy, kết quả nó trả về hàng chờ đây đúng không, kết quả thành công thất bại nó chờ đây được chưa, khi nào bọn này xong đúng không thì nó hiện thông báo lên cho anh em. Đấy và cái thằng thứ tự chạy đúng không, thì anh cần lưu ý một cái cho mình đúng không, đấy code chạy bất đồng bộ bộ đúng không thì sẽ bị đẩy sang web API đúng không, và đang chờ hay chưa, sẽ bị đẩy vào chờ và chờ đúng không đấy. Những phần chạy đến bất đồng bộ này thì sẽ cho vào chờ đúng không, và những thằng này nó chỉ được phép chạy đúng không khi mà code trong đường chính nó được chạy sau đấy. Kết quả trả về của những của code bất đồng bộ, kết quả của code bất đồng bộ sẽ chỉ được không, sẽ chỉ được sâu đúng không, chỉ được chạy khi đúng không code ở đường chính đúng không, code đường chính này chạy sau được chưa, code trong file chạy sau đấy đúng không, tức là khi nó chạy hết đến dòng code cuối cùng đúng không, chạy xong rồi thì hàng chờ này mới được phép hiển thị lên đấy. Chạy xong rồi cuối cùng được chưa, thì cái thằng bất đồng bộ này đúng không thì nó sẽ là hỗ trợ cho anh em làm những chức năng nó nặng đấy. Giả sử anh em tải phim đúng không đấy, nếu như cái trình duyệt kênh web này đúng không, anh em tải phim mà mình không làm được cái gì nữa thì chỉ có nhìn cái nói phần trăm thôi đúng không đấy, nhưng mình muốn rằng trong lúc mình tải phim đúng không thì mình vẫn có thể mình comment chat này, vừa thậm chí là vừa tải phim vừa xem phim đúng không đó, được chưa, thì do cái thằng này nó xử lý đúng không bất đồng bộ được chưa đấy. Xem phim đúng không thì vẫn xem bình thường đúng không, tải phim thì nó tải sau đối với API đó
Tức là chạy song song đúng không? Chạy đồng thời một lúc hai công việc. Đấy. Rồi nhá, đúng không? Đây là cái thằng cái luồng chạy của những thằng bất đồng bộ nhá. Đấy, và hôm nay đúng không? Thì mình sẽ cùng anh em tìm hiểu về một cái phần code chạy bất đồng bộ, đó là về cái thằng POBIS. Đúng không? Cái mã school cho nó ngắn dễ đọc. Đúng không? Thì promise là cái gì? Đúng không? Promise thì nó sẽ là như kiểu một cái lời hứa đúng không? Đấy, nó sẽ hứa sẽ trả kết quả cho mình. Đấy, kết quả dù cho là đúng hay là sai đúng không? Đấy, kết quả là thành công hay thất bại. Giả sử mình up ảnh đúng không? Là sửa ảnh đại, up ảnh đại diện chẳng hạn. Đấy, thì đúng không? Thời điểm hiện tại thì nó không thể trả lời được là thành công hay thất bại đúng không? Nhưng mà sau khoảng 5 giây sau chẳng hạn, sau 5 giây đúng không, nó ảnh xong đấy thì nó thành công chẳng hạn, thì nó sẽ trả kết quả thành công cho mình đúng không? Đó, tức là cái thằng promise thì nó sẽ làm, nó sẽ trả kết quả mình trong tương lai đúng không, không phải hiện tại nhưng mà sẽ là tương lai, được chưa? Kiểu gì cũng có kết quả trả lời cho mình đấy đúng không? Tức là nó sẽ chạy những phần code đúng không, mất thời gian. Được chưa? Thằng promise đúng không, nó sẽ xử lý những phần code mà chạy mất thời gian như up ảnh này, tải phim đúng không? Đấy, và đúng không, khi nó chạy thì anh em phải đợi kết quả trả về đúng không? Chưa? Đấy, và thằng Pumit đúng không? Thì nên nó sẽ phản hồi kết quả về cho mình đấy, khi mà thực hiện xong. Đấy. Và cú pháp của nó đúng không? Cú pháp thì mình sẽ là dùng cái thằng new promise để tạo ra một cái promise nhé. Là sửa đúng không? Mình muốn làm một cái chức năng gì đó chẳng hạn, giả sử nhá, tạo ra phần code chạy bất đồng bộ này, tạo ra một cái promise một chẳng hạn, còn new promise đúng không? Cái thằng new promise này một cái cú pháp cố định nhá, được chưa? Nhớ cái hoa tiểu chữ P nhá. Đúng không? Bên trong POBIT này thì mình sẽ có một cái function để thực thi. Đúng không? Bên trong function này nhận hai tham số, đó là result và reject. Đúng không? Result là cho kết quả thành công, còn reject là cho kết quả thất bại. Result và reject. Okay. Giả sử đúng không? Mình có một cái số, mười chẳng hạn. Đấy, nếu đúng không? Nếu thằng test này mà lớn hơn 10 chẳng hạn, lớn hơn bằng 10 đúng không? Đấy thì mình result đúng không? Result là kết quả thành công, được chưa? Đấy thì mình result một cái là test đó là đúng không? Số lớn chẳng hạn. Tách lớn hơn 10 chẳng hạn. Đúng không? Còn nếu không, lớn hơn bằng 10. Nếu không đúng không? Nếu điều kiện này sai thì mình trả ra một cái reject đúng không? Reject là một cái từ chối, được chưa? Đúng không? Không đủ điều kiện chẳng hạn. Đấy. Thì thử chạy nhá. Chạy file này. Ok, thì promise nhá đúng không? Để chạy nó thì anh em sẽ cho vào trong pháp như sau. Để thực thi một cái promise nhá. Thì mình sẽ có cú pháp là chấm gen chấm get này. Đúng không? Chấm gen để xử lý những cái trường hợp là thành công. Được chưa? Còn chấm kép nhá thì sẽ xử lý là trường thất bại đúng không? Đây đúng không? Chấm gen này thì nó là một cái đúng không? Mà làm ra con bách xử lý đúng không? Xử lý cái promise nếu nó trả về result đúng không? Result là thành công đúng không?
đấy, chấm gen này nó sẽ trả về xử lý cái điều kiện đúng không, xử lý trường hợp thành công. Còn chấm két này đúng không, trong chấm két này thì mình sẽ có một callback đúng không, và callback này sẽ xử lý trường hợp reject của promise được chưa, đấy, đúng không, đấy truyền callback vào trong này. Giả sử có về data chẳng hạn, lúc data giả sử chỗ này nó trả về một cái lỗi chẳng hạn đúng không, giả sử nó trả về error, lúc error đây là dòng số 13 nhé, số 16 này. Đúng không? Thì nó trả về dòng 13 đúng không? Đấy, dòng 13. Lớn hơn bằng 10 đúng không? Đấy, dòng 10 này, được chưa? Đó, đây là những đoạn code nó đang khá đơn giản đúng không? Nó không có cái gì mất thời gian cả. Đấy, giả sử nhá. Sử đi. Đúng không? Mình cho thằng này vào trong cái thằng set timeout chẳng hạn. Ở đây. Hiện tại nó chạy luôn đúng không? Không hề mất thời gian gì cả này. Gần như chạy lập tức đúng không? Giả sử nhá, trong này đúng không? Mình lốc một cái này, lốc số 1 đúng không? Đấy, dưới này lốc số 2 này. Được chưa? Thì anh em sẽ thấy nó code nó ra như sau. Đúng không? 1 2 ra trước này đúng không? Dòng đầu chạy trước này đúng không? Dòng cuối chạy lốc 2 đúng không? Rồi đến cái thằng 13 này. Được chưa? Thế là gì? Thằng promise này đúng không? Nó là một hàm chạy bất đồng bộ đúng không? Đấy, nó phải đợi đợi dòng cuối cùng chạy xong này thì nó mới được trả kết quả ra đúng không? Đó. Được chưa? Thì nó cũng giống như cái thằng setTimeout kia đúng không? Chỉ khác rằng setTimeout kia là mình đặt thời gian chờ cố định đúng không? Còn trong Puppet này đúng không? Thì anh em sẽ có thể cho một số chức năng gì đó. Đấy. Thời gian chờ nó sẽ là tùy đúng không? Tùy vào cái tốc độ chạy máy tính của anh em. Được chưa? Đấy đúng không? Thì Puppet là một cái hàm chạy bất đồng bộ đúng không? Đấy, nó phải đợi cái dòng cuối cùng chạy xong thì nó mới được trả kết quả ra ngoài. Được chưa? Thì đây đúng không? Đấy. Thì mình đã vừa đi qua về cái cú pháp của cái thằng promise này. Thì nó lại một chút nhá. Promise đúng không? Đấy là một cái lời hứa, được chưa? Hiểu đơn giản đúng không? Cái lời hứa này sẽ trả cái kết quả. Đúng không? Kết quả trả về đúng không? Đấy, tức là nó sẽ trả, hứa là sẽ trả về cái này rồi hoặc reject đúng không? Promise này, promise này đúng không, là một lời hứa, nó sẽ trả về là resolve hoặc reject đúng không, resolve khi thành công và reject khi thất bại đúng không? Dù là thành công hay thất bại, được chưa? Đấy, dù nó chạy được, chạy thành công hay thất bại đúng không, thì nó cũng đều trả về cho mình một cái câu trả lời, được chưa? Đúng không? Đấy, và cái câu trả lời này nó sẽ được trả về trong tương lai đúng không? Quả về trong tương lai. Trong tương lai. Đó, và trong này đúng không? Cái kết quả thành công sẽ được bắt ở trong cái thằng chấm gen, được chưa? Kết quả thất bại đúng không? Nó sẽ bắt ở trong thằng chấm két khi anh em thực thi promise. Thành công nó sẽ được trả về, trả vào chấm gen. Đấy, kết quả thất bại em cũng sẽ được trả vào chấm gen. Đúng không? Và trong gen get này thì em sẽ viết những cái callback đúng không? Đấy, viết những cái function callback nhận nhận kết quả trả về đúng không? Và xử lý bên trong. Không? Viết callback đúng không? Đấy, có máy này nhận kết quả trả về này và xử lý bên trong đúng không? Bây giờ để xử lý nào tùy anh em. Đấy. Mình đúng không? Thêm sửa xóa kết quả này đúng không? Hoặc là xử lý string các thứ chẳng hạn. Đấy, tùy.
đấy, kiểu như anh em kiểu lấy ra, kiểu mình lấy thông tin của user chẳng hạn, anh em vào trang trang cá nhân chẳng hạn, đấy giả sử mình từ Facebook đúng không, mình vào trang cá nhân. Đó, về trang cá nhân này được chưa, thì khi anh em vào trang cá nhân đúng không, thì nó sẽ gửi một cái yêu cầu từ bên giao diện về server đấy, và server nó sẽ trả về cho anh em một cái, tức là anh em gọi một cái request từ bên client về server đúng không, thì mình đang tạo ra một cái promise đấy đúng không, và cái promise này nó sẽ là hứa sẽ trả về cho mình một cái kết quả đúng không, dù thành công hay thất bại. Nếu thành công thì nó trả về cho mình là cái thông tin user đúng không, bao gồm ảnh này đúng không? Các thông tin tên tuổi các thứ đúng không, bài đăng. Còn nếu thất bại đúng không, thì nó sẽ trả về cho mình một cái trang lỗi gì đấy đúng không, 404 not found chẳng hạn. Đấy. Đúng không? Nếu thành công đấy, thì nó trả về cho mình data đúng không, và từ data này mình xử lý đúng không, đấy mình cho ảnh vào đây đúng không, cho ảnh đại diện vào đây đấy, cho tên vào đây đúng không, đấy, lắp ghép các thứ vào trong này đấy, thì trong này cũng là cái phần xử lý để anh em từ data trả về đúng không, mình làm gì thì làm bên trong này đó. Rồi thì đây đúng không, là cái phần cú pháp của cái thằng promise. Được chưa? Thì promise này cũng dùng với thằng callback đúng không? Đấy. Thì callback nó có chứ đúng không? Thì nó ứng dụng thằng callback để tạo ra những cái thằng promise về sau. Rồi, thì cái phần mình vừa giới thiệu qua về cái cú pháp của promise và cái luồng chạy của nó ấy, và cái cách cách dùng của nó ấy, thì anh em có vấn đề gì không nhỉ? Có câu hỏi gì không? Long, Quyết và Đức. Các bạn còn lại. Bạn Nam, Khoa, ok đúng không? Rồi thì phần này nhá, anh em sẽ dành cho mình khoảng tầm 10 phút đi, được chưa? Để thử qua cho mình những cái này nhá, đúng không? Thử qua cho mình về cú pháp của Promise này, đúng không? Đấy, thử viết đúng không? Thử dùng Promise này và set timeout, set interval các thứ đúng không? Đấy, cho code chạy đúng không? Lốc trên lốc dưới xem nó có đúng là nó sẽ chạy hết dòng cuối cùng thì mới ra kết quả cho mình hay không, được chưa? Đấy, thử cho mình nhá. Hiện tại nhá, thì mình đang là cho thành công đúng không, do 10 này bằng 10 thành công đúng không, thử nhá, nếu cho thành 9 này thì nó trả thất bại đúng không, do 9 nhỏ hơn 10 đúng không, được chưa? Không đủ điều kiện đúng không, do 16 đấy đúng không. Giả sử nhá, nếu mình không có thằng này này, không có thằng get đúng không, thì coi như thằng promise này, thằng promise vẫn trả về kết quả đúng không, nhưng mà mình không nhận kết quả này thì đúng không, cái thằng gen get nhá, gen get này để em bắt kết quả thành công và thất bại đúng không, được chưa? Nếu em không có get này thì coi như là em không có cái, tức mình chưa tính đến trường hợp thất bại thì đúng không, bị thiếu trường hợp thất bại. Long thì dung nhỉ, tức là viết promise nhá thì phải có đủ là gen két nhá đúng không, đấy gen để nếu mà thành công thì làm cái gì, đấy két thì nếu có thất bại đúng không thì xử lý. Được. Nếu thiếu két đúng không, nếu thiếu két thì em bị sẽ bị thiếu trường hợp, tức là mới mình chỉ mới tính đến cho thành công thôi chứ mình chưa tính cho thất bại. Được. Đúng không? Thằng này vẫn vẫn sẽ gửi về nhá đúng không, nhưng dưới này chẳng qua mình không bắt, không bắt thì nó không có gì cả, không lúc ra cái gì cả. Được. Đúng không? Đấy. Thì có lỗi này. Đúng không? Thiếu trường hợp thất bại đúng không? Đây báo mình là lỗi thiếu trường hợp thất bại này. Được chưa? Đúng không? Đấy, tức là thằng Pumit này vẫn vẫn trả về kết quả thất bại đúng không? Nhưng mà mình không bắt. Đấy, không bắt thì nó báo lỗi này. Đấy. Đấy, thì biết đủ nhá, cả thành công cả thất bại nhá. Long, Hà Long ok chưa? Tóm lại nhá, tại sao chấm phẩy là kết thúc
câu lệnh, được chưa? Thì chấm phẩy đây nhá, thì thằng gen này không, thì gen là của quý 1 đúng không, còn thằng kết này nó không của thằng nào cả, được chưa? Nó sẽ là có lỗi này, đây là chấm phẩy nhá. Và bây giờ à, xóa kết thì đúng không, lỗi này, được chưa? Thiếu, nó bảo mình thiếu trường hợp thất bại này. Xem lại đưa code chưa? Kìa, có lỗi kìa. Xem problem báo gì kìa. Problem kìa. Đây nhá, tại sao đúng không? Tại vì em đã có reject đâu. Trên Popbit kìa, không có reject kìa. Chưa? Đúng không? Tức là trong cái Popbit em viết đúng không? Em cũng mới chỉ viết trả về thành công, chứ em không trả về thất bại đúng không? Đấy. Thì nếu trong Popbit em mà không có cái thằng reject kia thì không bao giờ nó có reject cả đúng không? Thì nó không bao giờ có két. Không bao giờ trả về két. Đúng không? Nhá. Rồi anh em demo được cái thằng Pomit này chưa? À, reject gì? Đấy. Rồi, anh em demo được chưa? Có vấn đề gì không nhỉ? Ok đúng không? Rồi, mình đi tiếp nhá. Ok. Đấy, thì lưu ý nhá đúng không? Viết permit thì nhớ đủ cho mình cả gen cả get. Gen đúng không? Để xử lý nó thành công, get để xử lý nó thất bại. Đấy. Rồi, và tiếp theo nhá. Đấy, giả sử đúng không? Mình có hai cái promise được chưa? Mình có hai thằng promise này. Và hai thằng này chạy độc lập với nhau đúng không? Giả sử nhá. Thằng promise này của mình nó sẽ trả ra một cái số là số 10 chẳng hạn. Mình sẽ tạo ra thằng promise thứ hai. Thằng này nó trả ra số 20 chẳng hạn. Đấy. Gì đây? À, chủ tên đúng không? Hai. Chưa, bây giờ mình có hai cái promise này đúng không? Đấy, như này. Bây giờ đúng không? Mình muốn lấy kết quả trả về của hai thằng promise này chẳng hạn. Đúng không? Nhưng mà đúng không? Thằng promise 1 thì kết quả trả về của nó đúng không? Nằm trong thằng gen này. Đấy, kết quả trả về của thằng promise 2 đúng không? Sẽ nằm trong thằng gen của promise 2. Đúng không? Tức là gì? Kết quả của nó trả về trong hai cái thằng riêng biệt đúng không? Đấy, thế thì bây giờ đúng không? Mình muốn có hai kết quả này thì làm nào đúng không? Giả sử mình muốn cộng tổng hai kết quả của hai thằng promise này và em với nhau đúng không? Đó, giả sử nhé đúng không? Mình chạy một cái app ngân hàng chẳng đúng không? Đấy, mình giả sử đúng không? Ông gửi tiền về cho mình đấy, thì mình chạy cái thằng promise thứ nhất đúng không? Thì biết rằng ông gửi về cho mình là
1 triệu đúng không? Đấy, bây giờ mình biết là trong tài khoản mình bao nhiêu tiền đúng không? Đấy, thì mình sẽ phải hỏi xem, hỏi server đúng không? Là hiện tại trong tài khoản mình bao nhiêu tiền, thì nó trả về cho mình có 2 triệu chẳng hạn. Đấy, thì có 1 triệu đây và 2 triệu đây. Thì bây giờ mình cộng 1 triệu này với 2 triệu này với nhau kiểu gì? Đúng không? Kết quả nó trả về trong hai cái cũng khác nhau. Đấy đúng không? Giả sử đúng không? Mình đang ở một cái app ngân hàng chẳng hạn. Đấy, người ta chuyển khoản cho mình thì mình thấy cộng 1 triệu đúng không? Đấy, và trong app ngân hàng này nếu như nó muốn gửi cho mình cái tổng số tiền mình đang có trong tài khoản đúng không? Thì nó cũng phải gọi về server để kiểm tra xem là trong tài khoản đang có bao nhiêu tiền đúng không? Để nó cộng hai cái này vào. Đấy. Thì đúng không? Cái promise thứ nhất là cái promise chuyển tiền đúng không? Thì có dư 1 triệu này. Cái promise thứ hai đúng không? Là cái promise kiểm tra tài khoản đúng không? Thì thế là đã có 2 triệu. Đấy. Thế bây giờ làm như thế nào đúng không? Để cộng 1 triệu này với 2 triệu này với nhau. Đấy. Câu hỏi đặt ra đúng không? Đấy, mình có hai cái promise nó chạy riêng biệt nhau. Thế bây giờ làm thế nào để mình có thể mình lấy thằng data của thằng này cộng với data của thằng này. Đó. Đúng không? Thằng data này không? Nó chỉ tồn tại ở trong gen của thằng này. Đúng không? Do function là mình như mình nói đúng không? Về cái bài về scope ấy, đúng không? Đấy, function thì nó sẽ có cái hệ sinh thái gì đúng không? Đấy chưa? Thì cái đầu vào của thằng này đúng không? Thì nó chỉ tồn tại ở trong này thôi. Đúng không? Cũng như đầu vào của thằng này đúng không? Thì nó cũng chỉ có giá trị trong này thôi. Ra bên ngoài nó không hiểu là gì cả đúng không? Lúc data này. Lỗi đúng không? Không biết data là cái gì cả. Đấy, thế bây giờ mình muốn cộng tổng hai data lại với nhau kiểu gì? Đấy. Được chưa? Thì trong promise nhá đúng không? Thì nó sẽ có một cái hàm đó là promise.all. Được. Mình có một cái hàm là hàm promise.all này. Thằng hàm all này nhá đúng không? Thì nó sẽ là nó sẽ tạo ra một cái promise này. Promise.all nó sẽ tạo ra một cái promise và nó sẽ xử lý đúng không? Một loạt những cái thằng promise bên trong. Được chưa? Và nó sẽ trả về kết quả result đúng không? Nó trả về result như tất cả thằng promise bên trong này đều result. Đấy, và thằng all này nó sẽ trả về thất bại đúng không? Khi bất kỳ thằng nào trong đám promise này thất bại. Được chưa? Thì nó giống kiểu như thằng hàm o hàm en đúng không, như kiểu cái điều kiện en đấy đúng không, đấy thằng em đúng không, hàm en này đấy, nó sẽ trả về thành công đúng không, nếu tất cả thành công đấy, thằng này nó sẽ trả về result đúng không, nó sẽ result nếu nếu đúng không, khi mà tất cả những cái promise đều result đấy, và nó sẽ trả về reject đúng không, nếu bất kỳ thằng nào reject các phần tử bên trong này. Được chưa? Đó thì để chạy theo ô nhá đúng không? Thì trong này mình sẽ truyền một array. Và array này sẽ chứa những cái thằng promise mình muốn chạy. Được chưa? Đúng không? Bây giờ mình muốn xử lý thằng 1 và thằng 2 này. Đúng không? Để gom kết quả về một chỗ này. Thì mình cho promise 1 và promise 2 vào trong này. Được chưa? Và chấm gen đúng không, chấm kép một này. Ờ, thì khi mình chạy nhá đúng không, thì nó sẽ gom kết quả đúng không, nó sẽ gom kết quả trả về của hai thằng promise này về một chỗ cho mình đúng không, và trả về trong array. Được chưa? Thì bây giờ mình muốn cộng tổng thằng 10, thằng 10 20 đúng không, thì đơn giản là chạy for đúng không, để tính tổng thằng này vào. Được chưa? Đấy đúng không, thì cái thằng promise trong ô đúng không, làm một cái hàm để anh em có thể gom kết quả của các promise đúng không, về một chỗ. Được chưa? Promise trong ô. Bên trong này sẽ chuyển một array các cái promise. Đúng không? Theo số đầu vào của thằng O nhá, nó sẽ là một array các cái promise mà anh em muốn chạy.
được chưa? Đấy. Đúng không? Và nó sẽ nếu thành công, nếu thành công, nếu tất cả đều thành công không, nếu tất cả cũng thành công, đúng không? Như đang ghi trong này đúng không? Đấy, nếu tất cả thành công không thì nó sẽ mới trả về thành công đúng không? Đấy, nó chỉ result khi mà tất cả đều là result đúng không? Còn nó sẽ reject khi mà bất kỳ thằng nào đó trong này reject đấy, thì nó trả về result đúng không? Đó, còn đúng không? Chỉ cần một đúng không? Chỉ cần một trả về reject. Chỉ cần một thất bại đúng không? Thì trả về reject. Được chưa? Lúc nào đúng không? Giả sử nhá, trong này mình có tạo ra ba cái public đi. Được chưa? Hai thay đầu thành công không? Thằng thứ ba mình trả về thất bại chẳng hạn. Reject một cái thất bại chẳng hạn, đúng không? Thì xem nhá, đúng không? Đây dòng 18 này, chủ tên đúng không? Covid 3 thì đây, ba trong này đúng không? Được chưa? Trả dòng 18 đúng không? Dòng 18. Đó, thất bại. Đúng không? Tức là gì? Nếu tất cả ba thằng này thành công không? Thì nó mới trả về trong thằng gen đúng không? Còn bất kỳ thằng nào trong này thất bại đúng không? Thì nó sẽ trả về ở chấm kép. Đấy không? Nếu không, chỗ này mình trả ra là cái gì? Thành công chẳng hạn, respawn. Đấy, một cái số thành công chẳng hạn, chữ thành công chẳng hạn. Đúng không? Nếu tất cả thành công đúng không? Tất cả thành công này đúng không? Thì kết quả trả về đúng không? Là một array trừ tất cả những kết quả thành công đúng không? Đó. Còn nếu bất kỳ thằng nào cho thất bại đúng không? Đấy, giả sử thằng này thất bại chẳng hạn. Lỗi chẳng hạn. Đúng không? Bất kỳ thằng nào cho thất bại thì nó sẽ là nhảy vào chụp kép. Được chưa? Nó thì thằng ô đúng không, nó xử lý những kiểu điều kiện và hay đúng không, nó chỉ đúng khi mà tất cả đều đúng đúng không, thì nó còn nó trả về sai nếu một thằng sai thôi. Được. Đấy, và chức năng chính của nó đúng không, là gom kết quả về một chỗ đúng không? Kết quả của các commit về một chỗ, các commit độc lập đúng không? Độc lập về một chỗ. Đấy, đúng không? Là chức năng của thằng ôn đấy, đúng không? Nếu mà không có thằng ôn này đúng không thì anh em sẽ phải xử lý lồng các public với nhau đúng không, để anh em có thể lấy thằng public một này đấy thôi, thôi một đúng không, nó sẽ bị lồng vào trong public hai đúng không, để thằng hai có thể có kết quả của thằng một kiểu như vậy đúng không, đấy để cộng lại với nhau đúng không, được chưa? Cách đơn giản nhất đúng không là mình dùng cái thằng ôn này đấy để cho tất cả kết quả về một chỗ đúng không, để tính tổng hoặc làm gì đó tùy anh em chưa đúng không, thằng ôn này để gom kết quả đúng không, về một chỗ để anh em xử lý. Rồi thì anh em cái thằng promise trong ôn này anh em có chỗ nào có hiểu không nhỉ, có câu hỏi gì không? Hả? Tổng các phân tử trong đây á, trong kia á. Thì em xử lý trong này này thì nó data là một đây đều đúng không, đây nhá, data nó trả về cho mình là số 20 và số 10 đúng không, đây data dùng 11 18 20 đâu đây, sorry đây là result đúng không, result
đấy, thành công không thì nó trả về cho mình array không, array này chứa tất cả kết quả thành công của các probit lên trên, được chưa? Thì giờ tính tổng không thì em chạy for qua từ phần tử trong này thôi, đúng không? Đúng không? Còn không em viết một cái function bên ngoài cũng được, được chưa? Và viết một cái function tính tổng bên ngoài cũng được, đúng không? Rồi em cho chuyển kia data này vào để tính tổng các từ trong đây, để chơi nó có nhiều cách, nhiều cái làm, đúng không? Đấy, tóm lại trong cái thằng gen này em muốn làm gì với kết quả thì làm, được chưa? Đúng không? Thằng gen này thì nó bắt kết quả thành công, đúng không? Và từ kết quả thành công này, đúng không, em muốn tính cộng trừ nhân chia thế nào thì tùy em, ok chưa? Rồi. Tại sao nhỉ? Ừ, đây nhá, anh đã chuyển là ba tham số trong này, đúng không? Thằng ô này nó đang xử lý tất cả là ba cái promise trong này, đúng không? Đấy, thì để cái thằng này nó trả về thành công này thì là tất cả ba thằng này đều phải thành công, đúng không? Thì ba thằng này anh đều để thành công này, result cũng thành công, đúng không? Được chưa? Đấy, do anh đang để ba thằng này thành công hết này, kết quả nó trả về trong thành công, đúng không? Còn nếu bất kỳ một thằng nào trong này thất bại này, reject, được chưa? Thì nó sẽ trả về là, đúng không? Do 18, đúng không? Thất bại. 18 đây. Thì đúng chưa? Chưa? Đấy. Đúng không? Thằng ô nhá, nó trả về thành công không? Khi tất cả thành công, nó trả thất bại khi một một thằng đấy thất bại, được chưa? Đó. Mọi người có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Hai reject á, nó trả về thằng đầu tiên, đúng không? Nếu hai thằng reject nhá thì nó trả về thằng đầu tiên, được chưa? Đúng không? Mình có thằng hai thằng reject, không, một thằng trả về 20 và một thằng trả về thành công này, thất bại đi. Đấy. Thằng ô nhá, đúng không? Nếu mà có hai thằng thất bại thì nó sẽ trả thằng thất bại đầu tiên, đúng không? Kiểu thằng hàm và, đúng không? Đấy, nó xét một thằng bị sai, đúng không? Dừng luôn, không chạy nữa. Đúng không? Đúng không? Nếu một thằng sai thì dừng luôn. Đấy. Không xét những thằng sau nữa. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái này mình đã làm tắt, đúng không? Mình đã làm tắt là mình sẽ xét một trường hợp là thành công thất bại thôi. Đấy, còn đúng ra thì nó sẽ là xét if else, đúng không? Đấy, khi nào thành công, khi nào thất bại thì xét trong đấy. Rồi, anh em còn vấn đề gì nữa không nhỉ? Ok, đúng không? Rồi. Thế anh em sẽ thử dùng cho mình nhá, đúng không? Dùng cái thằng on này. Bốn mươi chấm on, đúng không? Để xử lý nhiều cái bốn cùng một lúc, đúng không? Đấy, anh em thử viết nhiều cái bốn mươi, được chưa? Và trả vào trong chấm on, đúng không? Đấy, và mình thử tính tổng, đúng không? Đấy, tính tổng trong thằng các cái trả về này. Đấy. Được chưa? Kiểu như thằng thứ nhất, đúng không? Trả về cái số dư tài khoản của cha chẳng hạn, đúng không? Thằng thứ hai trả về số dư tài khoản của con, đúng không? Đấy, thằng thứ ba trả về số dư tài khoản của mẹ. Đấy, thằng ôn đúng không? Thì là tính tổng tổng tài sản của cả nhà chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy. Được chưa? Thì anh em, đúng không? Promise, đúng không? Cái thằng new promise này anh em tạo ra promise này, đúng không? Đấy, còn là promise trong ôn, đúng không? Để mình đấy gom các cái thằng kết quả của promise về một chỗ, đúng không? Để xử lý. Rồi, đây là các cái promise nó chạy độc lập với nhau, đúng không? Giả sử nhá, bây giờ này mình lại có những cái promise nó xử lý nó liên kết liên quan với nhau chẳng hạn, đúng không? Đấy, kiểu như mình có hai cái, mình có ba thằng promise đi, đúng không? Đấy, thằng promise thứ nhất nó phải chờ thằng promise thứ hai, à thằng promise thứ hai, đúng không? Nó cần kết quả của thằng promise thứ nhất để làm việc chẳng hạn. Đấy, thằng promise thứ ba, đúng không? Nó lại cần kết quả của thằng thứ hai để làm việc. Đấy, thì làm thế nào? Đúng không? Giả sử nhá, cái thằng promise thứ nhất, đúng không, nó trả về số 10, đúng không?
và cái thằng promise thứ hai đúng không? Nó sẽ cần có kết quả của thằng promise thứ nhất để xử lý. Đúng không? Là xử lý đó. Mình sẽ có trường hợp như sau. Promise 1 đúng không? Trả về số 10. Thằng promise thứ hai đúng không? Đấy, nó sẽ lấy kết quả của thằng 1 đúng không? Lấy kết quả của thằng cuối 1. Đúng không? Lấy kết quả cuối 1 này. Đấy, để nó nhân đôi lên chẳng hạn, đúng không? Nhân đôi lên chẳng hạn. Được chưa? Và thằng promise thứ ba đúng không? Đấy, nó sẽ lấy kết quả của thằng thứ hai. Nó sẽ lấy kết quả của thằng thứ hai này. Đấy, nó sẽ trừ đi 10 chẳng hạn đúng không? À. Thằng nhất này trả một số bất kỳ đúng không? Trả một số random. Đúng không? Từ 1 đến 10 chẳng hạn. Đó, nhân đôi đúng không? Thằng hai này sẽ lấy kết quả thằng 1 đúng không? Thằng thằng 3 lấy kết quả thằng 2 trừ 10. Đúng không? Đấy thì nếu đúng không? Nếu ra số âm. Và nếu lớn hơn 0 đúng không? Nếu kết quả này lớn hơn 0 thì trả về là thành công chẳng hạn. Thành công đúng không? Đấy nếu nó trả về từ nhỏ hơn 0 không thì thất bại đúng không? Đấy nhỏ bằng 0 thất bại chẳng hạn. Được chưa? Thì bây giờ đúng không? Đấy, bây giờ mình cần tạo ra những cái promise mà nó có liên quan đến nhau đúng không? Đấy, thằng thứ nhất nó trả về một số ngẫu nhiên. Đúng không? Số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Thì là mat chấm chấm ra đúng không? Bên trong là random. Đúng không? Từ 1 đến 10 thì là sẽ là nhân 9 đúng không? Và cộng 1. Được chưa? Và trả thằng này đúng không? Còn đúng không? Đấy, thằng thứ nhất này nó trả về một số ngẫu nhiên đúng không? Trong khoảng từ 1 đến 10. Được chưa? Thằng thứ hai đúng không? Thằng promise thứ hai nó sẽ lấy kết quả của thằng thứ nhất đúng không? Thằng thứ hai này nó lấy kết quả của thằng thứ nhất rồi nhân 2 lên đúng không? Đấy, thế thằng promise 2 mình sẽ viết như nào? Đúng không? Thì mình sẽ tạo ra thằng promise 2 này. Đúng không? Sẽ bằng promise thứ nhất. Mình đang cần lấy kết quả của nó ra đúng không? Được chưa? Mình sẽ lấy kết quả của thằng promise thứ nhất này. Đúng không? Thì cú pháp này đúng không? Cú pháp này này. Được chưa? Thằng gen đúng không? Đấy trong gen này thì mình sẽ lấy kết quả thành công đúng không? Kết quả thành công nhá. Đấy. Đúng không? Và thằng này đúng không? Thằng copy 2 này nó sẽ lấy kết quả của thằng 1 đúng không? Nhân 2. Thì trong gen này sẽ là kết quả của thằng promise thứ nhất đúng không? Đó, thì mình muốn nhân đôi lên đúng không? Thì mình sẽ như sau. Return data nhân 2. Được chưa? Chúng ta lại đúng không? Đấy nhá. Cái lốc số này đúng rồi, thằng thứ ba đúng không? Thằng thứ ba này nó sẽ lấy kết quả của thằng thứ hai đúng không? Rồi trừ đi 10. Đấy. Tùy kết quả đúng không? Nếu kết quả này mà lớn hơn không thì trả thành công. Kết quả này mà nhỏ hơn không thì trả thất bại. Em sẽ làm như sau nhá. Để mình sẽ viết trước rồi sẽ giải thích cho em sau.
đúng không? Nó sẽ kết quả của tháng thứ hai đúng không? Thì bằng tháng thứ hai chấm gen đúng không? Đấy, do kết quả của tháng hai lấy được trong gen đúng không? Đấy, cho kết quả của thằng phố B2 này trong gen này đúng không? Thằng 3 này lấy kết quả của thằng 2 này trừ đi 10 đúng không? Thì data là kết quả đầu ra đúng không? Data là kết quả thành công này. Đấy, thì nó lấy trừ 10 đúng không? Con number này đấy, sẽ bằng cái thằng data là trừ 10 đúng không? Đấy, nếu đúng không? Không, nếu lớn không thì thành công đúng không? Và không thất bại chẳng hạn. If number này đúng không? Lớn không? Thì mình trả thành công đúng không? Trở lại chẳng hạn. Chắc còn nếu không đúng không thì trả thất bại. Sửa này đi dân đó thì nhá đúng không, mình thử chạy này đúng không, hôm thứ ba mình tạo ra này đúng không, đó thì đúng không? Chạy nhá. Rồi biết bao này chấm gen đúng không, đây là dòng số 34 nhé, dùng tới 7 này. Thì nó trả cho mình như sau, số 7 đúng không, ở đâu ra đây đúng không, thì cái thằng promise thứ nhất đúng không, nó tạo ra một số random này đấy, thì số random tạo ra là số 7 hiểu chưa đúng không, thì thằng promise này trong gen đúng không, thì nó trả cho mình cái kết quả của thằng promise 1 đúng không, là tạo ra một số có nghĩa là số 7 đây chưa, đấy số này số 7 này đúng không, thì trong cốt hai này thì mình đã trả ra một cái là data nhân 2 đúng không, 7 nhân 2 là 14, 14 đúng không. Đấy, thì trong thằng bốn mươi thứ ba thì mình lấy thằng kết quả đầu ra của thằng 2 đúng không, kết quả đầu ra của thằng 2 nằm trong thằng gen này đúng không? Đấy, thì lấy là 14 đúng không, data 14 trừ 10 là ra 4 đúng không, 4 hơn không thì là trả thành công đúng không? Tức là gì đúng không, nếu như là các cái probit mà nó có liên quan đến nhau ấy được chưa, thì anh em có thể viết như này đúng không, thì thằng probit này thì em lưu ý như sau nhá, cái thằng gen này và thằng get nhá thì nó cũng sẽ trả về, nếu anh trong gen get này nếu anh em có return nhá thì nó sẽ trả về là probit đúng không, đấy đúng không, gen này đúng không, gen đúng không, đấy nếu anh em trả về return thì trong gen mà có return đúng không thì nó sẽ trả về một cái promise được chưa, đấy đúng không, thêm một cái nữa nhá đúng không, trong thằng gen này nếu mình trả trong gen là có return đúng không thì nó sẽ trả về một cái promise được chưa, đấy đúng không, thì do thằng promise hai đúng không, trong gen của thằng một này mình có return thì tức là thằng hai đúng không nó sẽ là một cái promise được chưa, đấy đúng không, thằng hai là promise đúng không, thì mình có thể hoàn toàn chấm gen chấm kép trong này, anh em hình dung không nhỉ, đấy nhá đúng không, thì cái thằng gen nhá thì nó cũng trả trở về một cái promise được chưa, chấm gen đúng không, đấy nếu trong gen có đầy tư
có return này thì đúng không, nó sẽ return ra một cái promise được chưa. Đúng không? Trong gen nhé mà có return đúng không? Đấy, thì nó sẽ trả ra một cái promise. Đấy, và khi nó làm trả ra một cái promise đúng không thì em có thể hoàn toàn chấm gen chấm get tiếp tục. Được chưa? Đúng không? Đây. Thằng 1 đúng không? Là một cái promise là rõ rồi này. Được chưa? Thằng số 2 nhá, đúng không? Sẽ bảo thằng thứ nhất có return từ trong gen đúng không? Đấy mà thằng một đúng không, nó sẽ trả thành công rồi đúng không, thằng một trở thành công này, không hề có trở thất bại đúng không, cho thằng một là không hề trở thất bại này, được chưa. Tức là gì, thằng bốn hai đúng không thì nó luôn ở trong gen này, được chưa. Đấy, thằng một nó luôn trở về trong gen đúng không. Đấy, và trong gen này mình đã có return, tức là gì, thằng bốn hai nhận sẽ nhận cái thằng return của thằng gen này, tức là ra một cái, nó nhận một cái là promise, được chưa. Đấy, tương tự đúng không? Thì hai là promise nhá. Đấy, thì số thế này đúng không? Thì do hai là promise thì nó có thể chấm gen chấm get đúng không? Đấy. Được chưa? Thì trong tầng thứ hai đúng không? Đấy, thằng thứ hai này. Thì mình lại có chấm gen đúng không? Trong gen này có return tiếp thì thằng này lại sẽ lại trả ra là promise tiếp đúng không? Đấy, chưa, do trong thằng hai này mình không hề có một cái trường hợp gì xử lý thất bại đúng không? Và tức nó sẽ luôn thành công đúng không, luôn trở về thành công đúng không. Đấy thì thế này, trong này nó thì nó cũng sẽ luôn trở về là gen, được chưa? Không bao giờ có két đúng không. Đấy, đúng không? Thì trong này có return này thì nó sẽ trở về một cái promise, được chưa, và cái promise này sẽ nhìn gắn vào thằng thứ ba này đúng không. Và bây giờ khi mình chạy thằng thứ ba thì mình chỉ việc là gen két bình thường thế này đó, được chưa. Tức là gì, trong những cái promise đúng không mà anh em có cần kết quả của nó, cần xử lý kết quả của nhau ấy đúng không, lấy thằng 2 chờ thằng 1 đúng không, thằng 3 chờ thằng 2 thì anh em có thể hoàn toàn như này, được chưa. Đấy, và trong thằng gen này nhá thì anh em có thể này, do đúng không, do thằng này là trả về promise này, được chưa, thì đây là cái promise đúng không. Đấy thì với promise này thì anh em có thể hoàn toàn chấm gen chấm get cho riêng nó, được nó sẽ là data nhá, dòng 29 này. Đúng không? Dòng 29 trở thành công này. Em hình dung nhỉ, đúng không? Do thằng này đúng không? Promise.2 Promise2.gen đúng không? Trong gen có return thì nó sẽ làm cái promise đúng không? Đấy thì em hình dung nhá. Hình dung cả khối này là một cái promise này, đúng không? Cả khối này là một cái promise nhá. Khối này là promise đúng không? Đấy. Thì để chạy promise thì lại chấm gen chấm kép bên dưới này. Được chưa? Thì chấm gen này không? Chấm gen này là của cái promise này nhá. Được chưa? Chấm kép này không? Nó sẽ là xử lý lỗi của cái promise này. Đó. Nhìn dung không nhỉ? Tức là trong này, trong cái thằng promise đúng không thì anh em có thể xử lý đúng không? Chấm gen nhiều lần, được chưa? Thì cái này gọi là, người ta gọi là trên lên cái thằng chấm gen đúng không. Đấy, chấm gen là một cái chuỗi, được chưa, thằng trên đúng không return trở về một cái promise thì thằng dưới đúng không, thằng dưới này sẽ bắt kết quả của thằng trên trở về, được chưa, đúng không. Thì khi thằng này trở về một cái promise đúng không, khi thằng trên này trở về một cái promise đó thì nó hiểu rằng thằng két bên dưới đúng không, thằng kép bên dưới nó sẽ là bắt kết quả của thằng promise bên trên trả về đúng không. Thì bây giờ khối này là một khối này là một cái promise đúng không. Đấy thì nếu mà promise có chấm gen kép thì nó sẽ lấy kết quả của thằng promise trả về đúng không, vào gen kép. Đấy, cái chỗ này anh em có hình dung về cái chuỗi thằng gen này không nhỉ, chuỗi chấm gen đấy. Ok đúng không, thì cái này có vẻ mình cảm giác mình giải thích nó vẫn chưa được rõ nghĩa cho lắm thì anh em, đúng rồi đấy,
cái này tránh được cái thằng của Beckham. Được chưa? Đúng không? Thì anh em hình dung nhá, đúng không? Đấy, Pobit là quân bách này. Pobit chấm gen đúng không? Trong gen có tương thì cả khối này lại thành thành Pobit đúng không? Thì trong chấm gen lại có return thì nó biến cả khối này thành Pobit đúng không? Cả khối này thành Pobit thì thằng gen két này sẽ là bắt lỗi và bắt kết quả của thằng bên trên này. Được chưa? Đấy, và nếu trong này thằng này lại có return tiếp đúng không? Thằng này có return tiếp. Đúng không? Nếu thằng này có return đúng không? Thì cả khối này sẽ biến thành một cái commit. Được chưa? Đấy. Và nếu bên dưới đúng không? Nếu bên dưới này mình lại có chấm gen tiếp. Đúng không? Đấy, nếu dưới này mình có chấm gen tiếp thì nó sẽ là xử lý cái thằng commit bên trên nó là khối này. Được chưa? Đấy. Rồi thì gửi code nhé. Cái này không gửi hết được nhỉ? Đây đi. Gửi từng đợt đi. Chưa? Thì cái phần xử lý và các cái commit nó chờ kết quả của nhau này, anh em có câu hỏi gì không nhỉ? Mọi người. Alo anh em. Bạn Quyết Long, Cảm Đức phần này có bị khó hiểu không? Bạn Nam Cảnh Đức thì chỗ này có vấn đề gì không nhỉ? Đấy thì có cũng bỏ đúng không? Rồi. Đấy thì nó lại một chút. Ok. Rồi, thế bây giờ nhá đúng không? Thì trước khi anh em trước khi mình làm đến trường là chuỗi gen này thì anh em sẽ làm cho mình một cái trường đơn giản đúng không? Như vừa rồi. Đấy, đó là gì? Thử thử chờ nhé đúng không? Đấy thử làm cái việc là thằng pô với một đúng không? Trả kết quả này. Đúng không? Thằng pô với hai lấy kết quả thằng một để nhân đôi đúng không? Đấy thằng ba lấy kết quả thằng hai trừ 10 sánh với không chẳng hạn. Đấy thì em cứ làm cho mình cái trường hợp đấy trước nhá, được chưa? Còn cái chuỗi gen này thì mình sẽ đấy đi sau. Đúng không? Bây giờ có thể nó bị khó hiểu với anh em. Nhá. Đúng không? Code mình có gửi trên nhóm ấy, đấy thì anh em đúng không? Xem lại phần này nhá. Đấy và thử tự làm lại cái bài này theo ý hiểu đi, đúng không? Đấy chưa? Bạn nào chưa làm được nhá thì sẽ làm lại cho mình bài này cho theo ý hiểu nhá, đúng không? Thử trong khoảng tầm 5 phút, 10 phút nhá. Đấy xong thì mình sẽ nói lại về cái phần chuỗi gen kia. Rồi thì mình sẽ quay lại cái ý về cái việc đúng không, các cái hiện vô mít theo chuỗi đây là xử nhá. Đó thì do đúng không, như mình nói này thì cái thằng new promise này đúng không, new promise nó sẽ trả tạo ra mình một cái promise đúng không, đấy khối này là một cái promise này. Được chưa? Không, giả sử nhá, mình thử gen két trong này này.
số 9 nhá, đúng không? Đấy, cái thằng promise thứ nhất đúng không? Là một cái thầy mà làm cái promise đúng không? Đấy. Đúng không? Thì nó trả cho mình là số 4 đúng không? Nó chạy random ra số 4 này. Được chưa? Do cái thằng new promise này nó trả về một cái promise đúng không? Và vì nó là promise thì hoàn toàn mình chấm gen trong cách được bên dưới. Được chưa? Đúng không? Đây là promise này đúng không? Bất kỳ chỗ nào có promise đúng không thì anh em đều có thể chấm gen trong cách để lấy kết quả, được chưa? Đó. Đúng không? Và nếu đúng không? Trong gen mà mình có return đúng không? Trong gen mà mình có return. Đấy, thì đúng không? Thì nó sẽ trả về cho mình một cái promise, được chưa? Nếu trong gen này mình lại return đúng không? Đấy, giả sử mình trả ra một số nhân đôi chẳng hạn. Return đúng không? Data nhân đôi chẳng hạn. Chưa? Thì mình khi mình return này đúng không? Thì nó sẽ biến biến thằng này thành một cái promise. Được chưa? Đấy. Trong gen đúng không? Mà có return thì nó biến cái biến cả khối này thành promise. Được chưa? Thì do thằng này là promise đúng không? Do thằng này là promise đúng không? Đấy, do nó là promise thì mình có thể hoàn toàn chấm gen chấm két bên dưới. Đấy, chưa? Đấy nhá, thì thằng promise này là đang nhận kết quả đầu ra của thằng này đúng không? Đấy. Thì mình muốn lấy kết quả của thằng này. Bây giờ muốn lấy kết quả đầu ra của thằng promise 1 đúng không? Thử lốc nhá. Chấm gen đúng không? Đi. Giả sử chỗ này mình không để random nó đi, mình sẽ để một cái số 10 cố định đi để anh em dễ hình dung nhá, đúng không? Số 10 này, được chưa? 10 đúng không? Thì 10 nhân đôi nó sẽ ra 20 đúng không? Đấy, thì xem 17 có ra 20 không nhá. Đúng không? 17 nó trả ra 20 đúng không? Đấy. Thì do đúng không? Do cả khối này là một cái promise, được chưa? Thì anh em có thể hoàn toàn đúng không? Copy cái thằng gen két này lên trên đúng không? Đấy, copy chấm gen này xuống lên trên đây. Được chưa? Đúng không? Thì nó là promise mà. Đấy, đúng không? Thì em vẫn trả 17 là 20 đúng không? Ở đây. Đó, được chưa? Tức là mình chấm gen ở trên này đúng không? Hay là chấm gen bên dưới nó đều như nhau, đúng không? Tại vì hiện tại đúng không? Do thằng này return ra thì nó sẽ là một cái promise. Thì mình có gen bên dưới thì nó sẽ xử lý thằng promise bên trên đúng không? Đấy. Được chưa? Nó xử lý cái thằng khối promise này. Đúng không? Và thằng cái này nó sẽ bắt lỗi của cái khối promise bên trên. Đấy. Nếu đúng không? Dưới này mình lại tiếp tục return ra data nhân 3 chẳng hạn. Đúng không? 10 này nhân 2 thành 20 đúng không? 20 nhân 3 tiếp thì nó thành 60 đúng không? Đấy, thì chạy dưới này nhá. Không? Xem nó ra bao nhiêu để dòng 21 đúng không? Được chưa? Đấy thì là 60 đúng không? 10 nhân 2 là 20 này. 20 nhân 3 thành 60 đúng không? Đấy, chỗ này nó trả 60. Được chưa? Tức là gì? Cái thằng này đúng không, nó nhận về là cái promise của trả về của thằng dưới này đúng không, chứ nó không phải nhận về promise của thằng này đúng không, nó để chơi nó sẽ nhận của thằng cuối cùng của dưới này. Đấy, và đúng không, do cái thằng promise này là một thằng một đúng không, là một cái promise thì mình có thể hoàn toàn đúng không cho thằng gen này lên trên này. Đấy, thì mọi người hiểu hiểu đơn giản đúng không, những thằng gen này trong gen mà có return thì nó sẽ biến biến thành promise, được chưa? Và khi nó là promise thì mình có thể hoàn toàn gen két tiếp đúng không, để bắt lỗi và bắt thành công. Anh em hình dung không nhỉ? Cái phần chuỗi chấm gen này anh em có ý có chỗ nào bị khó hiểu không? Khả năng ok đúng không? Rồi, anh Khoa cái phần này thì anh có
bị khó hiểu không nhỉ? Anh Khoa phần này có thể dễ hiểu hơn chưa? Ok đúng không? Đó. Thì mình cứ hiểu đơn giản đúng không? Đấy, trong trống gen mà có return thì nó sẽ biến thành một cái promise đúng không? Đấy, và một khi đã là promise thì anh em lại có thể chấm gen trong get để xử lý tiếp. Được chưa? Đấy đúng không? Thì đây là cái cách để anh em có thể mình xử lý các cái chuỗi đúng không? Có đồng bộ. Được chưa? Đấy, đúng không? Thì thằng bên trên return gì không? Thì thằng bên dưới bắt được cái đấy. Được chưa? Thằng trên này đúng không? Trả số 10 này. Thì thằng dưới bắt được số 10 đúng không? Số 10 x 2 là 20. Được chưa? Thì thằng này là trả ra 20 đúng không? Thì thằng dưới sẽ bắt được 20 vào trong này. 20 trong này đúng không? Đấy, thằng này return ra 20 nhân 3 là 60 đúng không? Đấy, thì do thằng này return 60 thì thằng gen bên dưới bắt được 60 ở đây. Và lúc là 60. Được. Đó. Đúng không? Đấy, tức là thằng gen bên dưới đúng không? Sẽ bắt kết quả trả về return của thằng gen bên trên. Đấy. Đó, chưa đúng không? Và cái này người ta gọi là đúng không? Promise chain đúng không? Đấy, nó sẽ chain link promise với nhau. Được chưa? Nó sẽ chạy promise theo một chuỗi như này, đúng không? Đấy. Được chưa? Giả sử như anh em muốn tạo tài khoản đúng không? Đấy, mình sẽ gửi về server là cái username và password để tạo tài khoản đúng không? Đấy, thì khi mình gửi kết quả về bên server thì server bắt được cái thằng username và password của mình đúng không? Đấy, thì việc đầu tiên nó kiểm tra, nó sẽ là kiểm tra xem cái thằng username này đã được dùng hay chưa, đúng không? Thì nó chạy một cái hàm, nó chạy một cái thằng promise kiểm tra đúng không? Thì nó return một cái promise bên trong này để chạy chức năng kiểm tra đúng không? Đấy, xem username đã tồn tại hay chưa? Đó, thì nó sẽ chạy cái thằng promise để kiểm tra tên user đúng không? Đấy, thì do thằng này nó return ra một cái promise thì bên dưới này nó sẽ bắt được cái thằng kết quả trả ra của cái thằng promise kiểm tra cái username đúng không? Đấy, thì nếu mà username có giá trị đúng không? Tức là thằng kết quả tìm kiếm nó có đúng không? Tức là thằng username này đã được dùng rồi. Và nếu user được dùng rồi đúng không? Thì mình sẽ dừng lại. Đấy chưa? Stop luôn đúng không? Đấy, còn nếu user mà chưa được dùng không? Chưa có ai dùng cả. Đấy, thì mình sẽ lại return tiếp một cái thằng promise đúng không? Để mình tạo tài khoản. Đấy, đúng không? Đấy. Thì do thằng này đã trả ra một cái promise để tạo tài khoản đúng không? Thì thằng gen bên dưới lại bắt được kết quả trả về là tạo thành công hay thất bại đúng không? Đấy, nếu tạo thành công thì thông báo cho người dùng là tạo thành công đúng không? Nếu tạo thất bại thì thông báo cho người dùng là tạo thất bại. Đấy. Được chưa? Thì cái thằng chuỗi đúng không? Đấy, thì mình sẽ, anh em thấy đúng không? Là code nó theo đường thẳng cái này. Được chưa? Đấy, chứ nó không như kiểu callback đúng không? Như kiểu callback anh em sẽ phải đúng không? Return đồng với nhau đúng không? Đấy, thằng này return kia đúng không? Đấy, nó sẽ bị kiểu như này đúng không? Với lại return đồng nhau đúng không? Đó. Chưa? Đúng không? Thằng này return thằng kia đúng không? Đấy, nó bị lồng như thế này. Thì thay vì như vậy đúng không? Mình dùng cái chuỗi trong chấm gen này. Đấy, thì nó thành đường thẳng đúng không? Không bị thành heo. Đấy. Đấy. Thì trong promise nhá đúng không? Anh em lưu ý nhá đúng không? Dùng thì dùng cho mình theo kiểu trên trên này nhá, thấy chưa? Đúng không? Trên promise để tránh đúng không? Tránh bị heo. Bị một cái heo, thấy chưa? Đấy. Đúng không? Chứ anh em mà lại cứ đúng không? Thằng thằng trong đúng không? Đấy thằng cứ gọi nhau bên trong này thì nó lại bị thành heo, thấy chưa? Đấy. Cứ gọi nhau bên trong này thì nó lại thành heo mất. Đấy. Thì tránh nhá. Đấy. Đúng không? Cứ gọi nhau trong này thành heo đấy. Dùng như kiểu đường thẳng này nhá. Đúng không? Đấy. Thấy chưa? Lưu ý nhá đúng không? Dùng với promise thì cũng dùng cho đúng cách nhá, đúng không? Em dùng kiểu sai cách thì cũng bị heo bình thường. Đấy, đấy đúng không? Trading promise đúng không, là cái kiểu promise theo chuỗi đường thẳng này, được chưa? Tránh đúng không? Đấy, tránh lồng promise vào nhau đúng không? Lồng promise vào trong promise. Này đúng không? Thì mình sẽ còn khoảng 5 buổi nữa.
Đấy, anh em sẽ còn tìm hiểu thêm về DOM và jQuery nữa. Và xong rồi sẽ bắt đầu sang phần Node.js để bắt đầu làm về cái phần backend. Rồi, thì cái nội dung về cái thằng pull này anh em có câu hỏi gì được không? Gắn biến á. Ừ, đây nhá, đúng không? Thì anh em thấy này, cái thằng 40.on nhá. Thằng này đúng không? Đấy, anh em thấy này. Thằng này nhá, nó sẽ tạo ra một cái permit đúng không? Tức là gì? Có thể hoàn toàn này. Test chẳng hạn. Vào thằng này. Đúng không? Permit 1 này. Có thể chuyển nhiều permit trong này nhá. Được chưa? Sửa cho permit cho chúng trong này đi. Đúng không? Thì bây giờ mình muốn chạy thằng này đúng không? Lại dừng két thôi, được chưa? Được chưa? Ok không nhỉ? Đúng không? Do thằng này mình chưa có return. Để thêm return nhá. Return chữ ok chẳng hạn. Đấy. Đúng không? Đặc biến hoàn toàn được nhá. Bạn Long hỏi về cái này đúng không? Đấy được chưa? Thì thằng này nó cũng tạo ra một cái public nhá đúng không? Đấy thì em có thể chấm gen cho két trên này luôn cũng được. Nhưng nếu mình làm đúng không? Hoặc là em sẽ tạo ra cái biến chấm gen két bên dưới cũng được, không sao cả. Tùy cách mình dùng thôi, được chưa? Bạn Long ok nhỉ? Rồi. Đó đúng không? Thì cứ hiểu đơn giản nhá. Chỗ nào là có permit đúng không? Thì chấm gen ghép là bắt thành công bắt lỗi, được chưa? Đấy. Rồi, thì đây là cái nội dung của buổi hôm nay nhá, là về Promise đúng không? Thì mình đã tìm hiểu qua về cách thức đúng không? Để dùng Promise cho đúng cách là dùng theo kiểu trên Promise nhá đúng không? Đấy để viết Promise theo đường thẳng như này thì đúng cách nhá đúng không? Tránh lồng gen, tránh lồng các Promise vào trong nhau nhá. Được. Đấy. Rồi, thì đây là cái nội dung buổi hôm nay. Thì phần bài về nhà nhá. Phần bài về nhà này. Về nhà thì em làm cho mình bài tập về phần promise nhé. Được chưa? Đó thì làm hết cho mình phần bài tập trong này nhé. Đấy, các trường hợp đúng không? Đấy, dùng ôn các thứ này. Đấy, dùng set interval các thứ đúng không? Có bài tập về set interval này. Và về cái phần promise. Rồi, em làm cho mình hết phần này nhé. Rõ phần nội dung về nhà làm chưa nhỉ? Rồi, thì buổi nay mình sẽ dừng ở đây. Hẹn anh em vào trong buổi thứ tư nhá, được chưa? Đấy thì có vấn đề gì mình lại chữa bài tiếp. Không? Và buổi sau thì mình học về DOM nhá, thì anh em tìm hiểu trước cho mình về DOM, được chưa? Rồi, chào mọi người nhá.